Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 1, trang 62, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập trung trang 62. Bài tập 1, đề bài yêu cầu các con tính. Như vậy, chúng ta quan sát. Với những biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải. Với biểu thức có cả phép cộng và phép nhân thì ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết bài tập 1. Câu A, cô có 375,84 trừ 95,69 cộng 36,78 bằng. Ta thực hiện phép tính từ trái sang phải. Như vậy, ta thực hiện phép tính trừ trước. 375,84 trừ 95,69. Đặt tính ra nháp, ta có 375,84 trừ 95,69. Các con lưu ý, viết số trừ dưới số bị trừ, sao cho các chữ số cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. Dấu phẩy đặt thẳng với nhau thì mới có kết quả chính xác. Ta có 4 không trừ được 9, lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 6 nhớ 1 bằng 7, 8 trừ 7 bằng 1, viết 1. 5 trừ 5 bằng 0. 7 không trừ được 9, lấy 17 trừ 9 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 3 trừ đi 1 bằng 2. Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ, cô được kết quả 280,15. Sau đó ta tiếp tục thực hiện phép tính cộng. Cộng 36,78. Cộng 36,78. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 1 cộng 7 bằng 8 nhớ 1 bằng 9, viết 9. 0 cộng 6 bằng 6, viết 6. 8 cộng 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 2 nhớ 1 bằng 3. Viết dấu phẩy ở tổng thẳng với dấu phẩy của các số hạng, cô được kết quả 316,93. Câu B. 7,7 cộng 7,3 nhân 7,4. Với câu B, ta thực hiện phép nhân trước. Ta có 7,3 nhân 7,4. 4 nhân 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 nhân 7 bằng 28, nhớ 1 bằng 29. 7 nhân 3 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 7 nhân 7 bằng 49, nhớ 2 bằng 51. 2 hạ 2, 9 cộng 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, nhớ 1 bằng 4, viết 4. 5 hạ 5. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả hai chữ số. Như vậy, cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái và được kết quả 54,02. Như vậy, chúng ta hạ 7,7 cộng với tích của phép tính nhân bằng 54,02. Ta tiếp tục tính 7,7 cộng 54,02 bằng 2 hạ 2, 7 cộng 0 bằng 7, 7 cộng 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1, 5 nhớ 1 bằng 6. Cô viết dấu phẩy ở tổng thẳng với dấu phẩy của các số hạng,
và được kết quả 61,72. Như vậy, cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 1, trang 62, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập chung. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!